Mới đây thì trang Sputnik dẫn lời một nguồn tin cho biết hệ thống phòng không của Nga tại các khu vực tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ sớm được tăng cường với các hệ thống Patriot-SM mới nhất. Nguồn tin cho hay, theo kế hoạch, trong tương lai gần, tổ hợp tên lửa pháo phòng không Patriot trong phiên bản điều chỉnh mới nhất là Patriot-SM sẽ được điều tới khu vực tiến hành chiến dịch quân sự để tăng cường hệ thống phòng không. Các hệ thống này có thể tấn công UAV và tên lửa của quân đội Ukraine. Trong đó có tên lửa sử dụng cho hệ thống pháo phản lực HIMARS với tỷ lệ bắn hạ lớn hơn. Trước đó, các hệ thống tên lửa phòng không S-400 đã được nhìn thấy tại một vườn quốc gia và một bãi thử vũ khí ở phía Bắc và Đông Bắc Moscow. Các thông tin trên xuất hiện sau hàng loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái sâu trong lãnh thổ Nga. Nga đã cáo buộc Ukraine đứng sau những vụ việc này, nhưng Kiev sau đó không chính thức bình luận gì. Theo đó, giới chuyên gia cảnh báo rằng thủ đô Moscow đang gặp nguy cơ trước những đòn tấn công của Ukraine sau khi Nga chuyển các hệ thống phòng không sang gần biên giới Ukraine kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm 2022. Theo các chuyên gia quân sự, trong khi S-400 có khả năng tấn công tầm xa hơn nhằm vào các mục tiêu trên không và từng được sử dụng cho các nhiệm vụ tấn công trong quá khứ, thì hệ thống phòng thủ Patriot được thiết kế để sử dụng ở tầm gần hơn, kết hợp giữa súng phòng không và tên lửa có khả năng tấn công, đủ khả năng đánh chặn tên lửa không đối đất, tốc độ cao ở cự ly 7 km và máy bay chiến thuật ở cự ly lên đến 20 km. Đặc biệt, hệ thống này cũng rẻ hơn nhiều so với S-400. Hiện S-400 có giá 300 triệu đô la Mỹ cho mỗi hệ thống, thì Patriot chỉ có giá 15 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, hệ thống này cũng linh hoạt hơn, trang bị súng phòng không có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa tới 4 km, với tốc độ bắn khoảng 40 phát trên một giây, mang lại cho lực lượng Nga một lựa chọn phòng thủ rẻ hơn trong những trường hợp bị tấn công bằng máy bay không người lái. Trong cuộc phỏng vấn được kênh Sky News của Anh công bố hôm 27 tháng 1, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã chỉ trích Mỹ không đẩy nhanh việc cấp xe tăng hạng nặng cho quốc gia này. Ông nói rằng nếu xe tăng Abrams của Mỹ đến vào tháng 8 tới thì sẽ là quá muộn cho Ukraine. Cụ thể, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết nước này cần khoảng 300 đến 500 xe tăng để thực hiện chiến dịch phản công trên lãnh thổ. Ukraine cũng cần xe thiết giáp để bảo vệ binh sĩ. Bên cạnh đó, ông Zelensky cũng bày tỏ cảm ơn các quốc gia, trong đó có Mỹ cùng châu Âu, đã cam kết hỗ trợ loạt xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams và Leopard 2 cho Ukraine. Đồng thời lưu ý rằng tổng cộng 12 quốc gia đã cam kết hỗ trợ đội xe tăng của Kiev. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này nhấn mạnh Kiev không có nhiều thời gian chờ đợi do Moscow đang sở hữu số lượng xe tăng vượt trội trên chiến trường. Tổng thống Ukraine nhận định hiện Kiev không thỏa mãn với số lượng xe tăng cung cấp nhỏ giọt từ phương Tây. Theo đó, ông Zelensky đưa ra các nhận định trên sau khi Mỹ vào hôm 26 tháng 1 hứa hẹn cung cấp cho Ukraine 31 chiếc xe tăng M1 Abrams, nhưng đồng thời cảnh báo việc giao hàng có thể mất vài tháng hoặc hơn. Trong đó, Nhà Trắng giải thích rằng số xe tăng này sẽ được mua từ các nhà máy thay vì lấy trực tiếp từ kho của Mỹ. Tổng thống Ukraine cũng phàn nàn rằng nếu xe tăng do Mỹ sản xuất đến muộn vào tháng 8 thì sẽ quá muộn. Theo ông Zelensky, một nhúm nhỏ xe tăng sẽ không tạo ra khác biệt trên chiến trường. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov cảnh báo rằng xe tăng Đức và Mỹ sẽ không thay đổi được kết quả của xung đột Ukraine và cũng sẽ bốc cháy như các vũ khí mà phương Tây đã cung cấp trước đó cho Ukraine. Theo hãng tin Politico, hiện chưa rõ thời điểm Ukraine sẽ nhận được xe tăng Abrams từ Washington vì nhà máy duy nhất ở Mỹ chế tạo xe tăng này phải xử lý đơn đặt hàng tồn đọng từ các nước đồng minh và đối tác khác của Mỹ. Xe tăng cho Ukraine sẽ không đến từ kho dự trữ của Mỹ, mà thay vào đó sẽ được mua từ nhà máy và tân trang lại tại cơ sở ở Ohio. Theo đó, Politico nhận định các vũ khí trên sẽ chưa thể đến chiến trường trong nhiều tháng hoặc có thể là nhiều năm tới. Ngày 27 tháng 1, trả lời phỏng vấn kênh BFM của Pháp, Đại sứ Ukraine tại Pháp, ông Vadim Omenchenko cho biết Kiev sắp nhận được hơn 300 xe tăng hạng nặng từ các quốc gia phương Tây. Theo ông Omenchenko,
chỉ trong thời gian ngắn, nước này đã nhận được cam kết từ các nước phương Tây hứa viện trợ xe tăng chiến đấu hạng nặng cho Ukraine. Và tính tới nay, đã được 321 chiếc, song ông không nói rõ số lượng cụ thể từng nước sẽ gửi là bao nhiêu. Cũng theo đại sứ Omenchenko, điều kiện bàn giao khác nhau và Ukraine cần sự giúp đỡ này sớm nhất có thể. Hiện Kiev chưa được nhận ngay những chiếc xe tăng trên, bởi các nước cung cấp cần thêm thời gian để nâng cấp, tiến hành điều chỉnh cần thiết, trong khi binh sĩ Ukraine cũng cần từ 1 đến vài tháng để học vận hành. Cũng diễn biến liên quan, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 27 tháng 1 cho biết sẽ gửi thêm 60 chiếc xe tăng hỗ trợ Kiev, nâng tổng số xe tăng mà nước này hỗ trợ cho Ukraine trong vòng một năm qua lên 250 chiếc. Trong số 60 xe được gửi, có 30 chiếc PT-91 được hiện đại hóa và 14 chiếc Leopard 2. Ông cho biết thêm, năm ngoái, Ba Lan cung cấp cho Ukraine khoảng 250 xe tăng T-72 chế tạo từ thời Liên Xô đã được hiện đại hóa. Ông Morawiecki nhận định Ukraine đang bị Nga áp đảo về nguồn lực tăng thiết giáp. Theo ông, Nga có thể sở hữu hàng nghìn xe tăng hoặc thậm chí hơn 15.000 xe theo một số nguồn tin. Được biết, PT-91 là xe tăng chiến đấu do Ba Lan sản xuất, được đưa vào sử dụng từ những năm 1990, được phát triển từ dòng T-72 thời Liên Xô. Canada hôm 26 tháng 1 cũng tuyên bố sẽ gửi 4 xe tăng chiến đấu Leopard 2 tới Ukraine. Na Uy và Tây Ban Nha cũng cho biết họ sẽ gửi cho Ukraine xe tăng Leopard. Mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social cảnh báo việc các nước phương Tây quyết định gửi xe tăng chiến đấu tới Ukraine trong lúc chiến sự đang diễn ra có thể đẩy thế giới tới một cuộc chiến tranh hạt nhân. Theo ông Trump, việc kết thúc cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay sẽ dễ dàng, song ông không đưa ra bất kỳ gợi ý nào về cách thực hiện việc này. Trước đây, ông Trump cũng đã từng lập luận rằng xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông Trump vẫn còn tại vị. Cảnh báo của ông Trump được đưa ra sau thông báo của Tổng thống Joe Biden vào ngày 25 tháng 1 cho biết Mỹ sẽ gửi 31 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams tới Ukraine. Theo ông Biden, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã khuyến nghị cung cấp xe tăng cho Kiev để nâng cao năng lực của Ukraine trong việc bảo vệ lãnh thổ và đạt được các mục tiêu chiến lược của họ. Quyết định này của ông Biden được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng Đức sẽ cung cấp 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Phía Nga đã chỉ trích nặng nề việc phương Tây quyết định cung cấp các xe tăng chiến đấu cho Ukraine như Kiev đã kêu gọi. Ông Trump không phải là người đầu tiên cảnh báo về nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trước đó vào tháng 12 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã cảnh báo nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân đang gia tăng, nhưng khẳng định Nga sẽ không nổi điên và nước này sẽ coi kho vũ khí hạt nhân của mình chỉ là một biện pháp răn đe phòng thủ.